Xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình sẽ soi hàng một nhân vật sở hữu những chỉ số thuộc tính cực kỳ khủng khiếp so với cấp độ của nhân vật này. Và hiện tại mình đang có mặt tại server S687. Đây nè em ơi, nhân vật chính của chúng ta có tên nhân vật đó chính là Bot. Và theo thông tin mình được biết thì chủ nhân của nhân vật này là một bạn nữ nha anh em. Một bạn nữ đầu tư phải nói là kinh khủng và có cách build đồ mình phải gọi là cực kỳ chuẩn anh em ạ. Rồi, không dài dòng nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào soi từng món trang bị cũng như là những chỉ số thuộc tính của nhân vật này. Trước mắt chúng ta thấy được hiện tại nhân vật này đã đạt cấp độ 169, sở hữu móc kiếm hiệp đó là kiếm hiệp 18 rồi nha anh em. Móc sinh lực đó là 1.354.000 và lực chiến chúng ta đang đạt được đó là 25 triệu lực chiến, quá ghê gớm ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho anh em xem về cái bảng thuộc tính của nhân vật này trước ha. Nhìn cái bảng thuộc tính là anh em sẽ cảm thấy lạnh người liền anh em ạ, lạnh người liền. Thứ nhất anh em thấy là chỉ số tấn công, nhân vật chúng ta đang chơi phái tiêu dao, chỉ số tấn công là 52.000, triệt tiêu sát thương cuối đó là 112%, tăng sát thương cuối là 120%. Anh em thấy những chỉ số cơ bản nè, mấy ghê gớm nè anh em. Thể chất là 3k9, nhanh nhẹn 4k7 luôn, quá ghê. Nhanh nhẹn mà lên được tới 4k7 phải nói là quá khủng khiếp. Sức mạnh 5k1 anh em ạ, và linh hoạt là 3k7. Nếu như ở cấp này và với một nhân vật mà ở mức đầu tư vừa phải, một cái nhân vật bình thường anh em ạ, thì mình nghĩ thể chất rơi vào khoảng đâu đó tầm 3k2, 3k3. Nhanh nhẹn thì anh em sẽ rơi vào khoảng tầm 3k5 là cao anh em ạ. Nhân vật này tới 4k7 rồi. Sức mạnh thì tầm khoảng 4k thôi, nhân vật này lên tới 5k1, quá ghê và là quá khủng khiếp. Rồi, về các chỉ số kháng thì anh em thấy là chúng ta có kháng 16.000 kháng kim, kháng mộc 15.000, kháng thủy 14.000, kháng hỏa 15.000 và kháng thổ 16.000. Ở cấp này thì một nhân vật mà bình thường có đầu tư thì kháng thì sẽ rơi vào tầm khoảng 12-13k nha em ơi. Nhân vật này lên tới khoảng 15-16k là quá ghê rồi. Rồi, né tránh, bỏ qua né tránh. Đó, anh em thấy các chỉ số không? Hồi phục sinh lực nữa nè. Và chúng ta có chỉ số hút sinh lực là 82%, kháng hút sinh lực là 71% và phản đòn cận chiến lên tới 111% là anh em ạ. Đây là cái phiên bản mà tiêu dao khá là mạnh, do đó chỉ số phản đòn cận chiến là chỉ số được ưu tiên rất nhiều. Phản đòn tầm xa chúng ta chỉ có 57% thôi. Còn dưới này là những cái chỉ số khác. Như vậy vừa nhìn bảng chỉ số là anh em thấy là những cái chỉ số rất cao, ví dụ như những chỉ số cơ bản rồi tăng sát thương cuối, triệt tiêu sát thương cuối nữa ha. Nói chung là quá tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ đi soi về từng món trang bị của nhân vật này để cho chúng ta xem. Đầu tiên là về cường hóa thì nhân vật này đã đạt được cái set cường hóa là 130, 10 món hết rồi. Vẫn chưa mở cái cấp cường hóa tiếp theo nha anh em ơi. Này phải đợi mở tiếp theo lên cấp 170 thì chúng ta mới tăng cấp cường hóa được. Khảm đá thì nhân vật này đã khảm được 41 viên đá hồn level 7. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào soi bên trong chi tiết. Đầu tiên là cái cây vũ khí. Wow, vũ khí bạch kim bậc 15. Anh em thấy là vũ khí hiện tại có tổng cộng đó là 5 dòng cam luôn em ạ. 5 dòng cam, do đó được chồng cộng các chỉ số bạch kim lên khá nhiều. Về đá hồn thì hiện tại chúng ta sở hữu những cái viên đá cao như hạng vũ, bản trần, đạt ma. Anh em thấy không, mặc dù là top lực chiến nhưng chúng ta vẫn chơi một viên đá hồn tăng sức mạnh, đó là viên trương phong. Ở phần nón thì chúng ta có tổng cộng đó là 6 dòng cam. 6 dòng cam nha anh em ơi. Vẫn là trang bị bạch kim bậc 15. Chúng ta có một viên thiên cơ tinh hồn bậc 6. Wow, cộng linh hoạt rất nhiều bậc 6 anh em ạ. Rồi, hộ động vệ sĩ cao. Hoàng nhan tiết y, tần thủy hoàng cao luôn, mạnh thương lam cao. Tiếp tục đến với cái dây chuyền thì chúng ta... Wow, dây chuyền có tổng cộng đó là 7 dòng cam luôn. Bậc dây chuyền đó là bậc 15, full bậc bạch kim. Dây chuyền sở hữu một viên tinh hồn đó là vũ cúc tinh hồn bậc 4. Bậc 4 đó anh em ạ, một bậc chúng ta tốn 2 triệu. Lên tới bậc 4 tốn tới 4 triệu lận anh em ạ, quá ghê. Anh em tính là cái viên này mình từ bậc 1 đến bậc 3 là chúng ta tốn 6 triệu ha. Từ bậc 3 đến bậc 4 là tốn thêm 4 triệu nữa, xì ra cái cục này tổng cộng 10 triệu mới có được cục này nha anh em ơi. Rồi, tiếp tục là đá hồn Huyền Băng Điêu Hoàng, đá hồn Trương Thừa Tố, hộ động đạt ma hộ vệ Đường Hiểu đã cao khá là nhiều. Tiếp tục đến cái bao tay. Bao tay thì nhân vật chúng ta sở hữu đó là 5 dòng cam, bao tay bậc 15.
Bao tai thì chúng ta sẽ có viên đá hồn từ Đại Nham Đá Cao nè ha, đá hồn Bản Quan, đá hồn Quỷ Cốc Tử, đá hồn Ngu Dũng Văn. Ở nhẫn thì chúng ta cũng có bậc bạch kim là bậc 15 luôn. Wow, nhẫn sở hữu được tới 7 dòng cam anh em ạ. Anh em thấy chỉ số bạch kim cộng cho những dòng cam khá là nhiều nha anh em ơi. Rồi chúng ta có một viên phá quân tinh hồn bậc 3 để tăng sức mạnh nè, đường giãn. Ở cấp này thì mình chỉ mới lên được bậc 3 cho cái viên ở nhẫn nha anh em ơi. Đó, Hoàng Nhan Tông Hàng, rồi Vân Hạo Nhiên. Đến với cái áo chúng ta có bạch kim bậc 15 luôn. Và áo chúng ta có tổng cộng đó là 5 dòng cam. Wow, ghê thật sự. Tinh hồn chúng ta có Tham Lang tinh hồn bậc 3, tăng sức mạnh nè. Ở đây chơi một cái viên đá phản đoàn cận chiến, đó là Tiêu Ánh Phong. Đá hồn Thiên Âm, đá hồn Vương Đăng, đá hồn Hoàng Nhan Hồng Liệt Cao đấy em ạ. Tiếp tục đến là cái Ngọc Bội, chúng ta có bạch kim bậc 15 luôn. Và sở hữu đó là 4 dòng cam. Thái Dương tinh hồn bậc 3 luôn em ạ. Đá hồn Ân Lợi Hanh, đá hồn Diệp Vô Tâm, và cuối cùng đó là đá hồn Võ Tắc Thiên. Tiếp tục đến cái đai cũng là bậc bạch kim bậc 15, chúng ta có được tổng cộng đó là 5 dòng cam. Tử Vi tinh hồn bậc 6, wow ghê chưa, cộng thể chất khá là nhiều. Đó là do vì sao các chỉ số cơ bản của nhân vật này rất cao em ạ. Đá hồn Bản Nhân, đá hồn Quỷ Cốc Tử và đá hồn Tần Thủy Hoàng. Và hai món cuối cùng thì đó là hai món hoàng kim. Ở cấp này thì chưa mở bạch kim ở hai món này em ạ. Chúng ta có hoàng kim bậc 15, đây 6 dòng cam. Thái Âm tinh hồn bậc 3 luôn. Rồi chơi một viên đá hồn phản đoàn cận chiến, có Diệp Linh Nhi, Bản Tướng, Bách Lý Sùng Nhạc, Võ Tắc Thiên, đá hồn Phương Công Vọng. Quá ghê gớm. Và cuối cùng đó chính là đôi giày. Chúng ta có đôi giày bậc 15 hoàng kim và có 5 dòng cam anh em ạ. Ở đôi giày này thì chúng ta sẽ có một viên Ngu Cơ Tuyệt Thế Đá Cao, đá hồn Vạn Độc Cúc Hoàng. Như vậy anh em thấy là về dàn đá hồn này, nhân vật tập trung về những cái viên đá tinh hồn rất là nhiều và chơi đá hồn khá là chuẩn nha anh em, khá là chuẩn nha. Tiếp tục mình sẽ soi về cái cục Trần Nguyên ở đây. Rồi, Trần Nguyên bậc 11, cấp 160, và anh em thấy Trần Nguyên có tổng cộng 8 dòng cam luôn em ạ. Nhân vật chính của chúng ta sẽ chơi đó là các chỉ số về sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, tỷ lệ bộ kích cơ bản, né tránh cơ bản, bỏ qua né tránh cơ bản. Rồi thì một cái dòng đó là bỏ qua kháng tất cả cơ bản và bỏ qua tỷ lệ bộ kích cơ bản. Và áp dụng cái kỹ chân nguyên đó là nghịch thủy hành châu. Đây thì chơi ấn đó là xích vũ thương khung nha anh em. Ấn này thì tăng cho anh em sát thương bộ kích để anh em lấy đam. Nếu mà anh em ặc trâu khỏe sẵn rồi chúng ta chơi ấn này. Đó, về phi phong bậc 3 nha anh em ơi. Wow, chúng ta được một cái dòng hút sinh lực 17%, tăng sát thương cuối 17% luôn. Phản đòn miễn thương 22%. Thời gian bất lợi, kháng bạo kích, phản đòn cận chiến. Wow, phản đòn cận chiến thì 18% nữa, hèn chi nhân vật này phản đòn rất cao anh em ạ. Rồi đó là về chân nguyên phi phong. Bây giờ mình sẽ xem về kinh mạch. Chắc chắn là ở cấp này thì nhân vật chúng ta đã full mạch rồi anh em ơi. Chúng ta có 7 mạch và anh em thấy là các mạch đã full. Đây, các mạch đã full hết rồi và còn dư khoảng 2.340.000 cái chân khí luôn. Quá dữ. Ngựa thì chắc chắn cũng đã full ngựa bậc này. Rồi bây giờ mình sẽ soi một số về đồng hành tuyệt học các kiểu nha. Bây giờ mình sẽ qua đồng hành trước đi. Đồng hành thì nhân vật này đã sở hữu được một con đồng hành 4S, đó chính là Trương Tam Phong. Cấp này chúng ta chỉ mới có Trương Tam Phong thôi nha anh em ơi. Và chúng ta tất cả những đồng hành đều đã thức tỉnh lần 2. Mình sẽ soi con Võ Tắc Thiên trước. Võ Tắc Thiên có 1, 2, 3 kỹ năng, 4 kỹ năng vàng anh em ạ. 4 kỹ năng vàng, 1 kỹ năng cam. Quả ghê. Và cái kỹ năng thức tỉnh lần 2 của con Võ Tắc Thiên đó chính là tăng nhanh nhẹn và tăng 20% làm chậm. Đó, anh em mà tẩy ra được cái 20% làm chậm này là rất tuyệt vời nha. Sau này chúng ta chuyển về cái môn phái mà hệ thủy chơi thì cái dòng này phát huy tác dụng cực kỳ mạnh luôn. Tiếp tục là con Hoàng Nhan Hồng Liệt. Con này có 1, 2, 3 kỹ năng vàng, 1 kỹ năng cam, 1 kỹ năng tím. Và cái kỹ năng thức tỉnh lần 2 là cấp 10 luôn nha anh em ơi. Tăng 150 điểm sức mạnh ha. Quá ghê. Con Võ Tắc Thiên lúc nãy cũng là cấp 10 nha anh em ạ. Cấp 10. Tiếp tục đến với con Trương Tam Phong. Trương Tam Phong là đồng hành cấp 4S. 1, 2, 3 kỹ năng bạch kim. Wow, quá tuyệt vời. Và chúng ta có kỹ năng thức tỉnh lần 2, đó là cấp 12 anh em ạ. Tăng 180 điểm sức mạnh, 43 tỷ lệ kích cơ bản, quả ghê ha, và 2.400 điểm hút sinh lực.
phải nói là sở hữu những chỉ số vượt trội so với những người khác. Và cuối cùng đó chính là con đồng hành quỷ cốc tử sở hữu được 1-2 kỹ năng vàng và chúng ta có kỹ năng thức tỉnh lần 2 tăng 150 điểm sức mạnh cấp 10 này mà. Quá tuyệt vời, phải nói là dàn đồng hành này cực kỳ tốn kém nha anh em, cực kỳ tốn kém chúng ta mới có thể sở hữu được cái dàn đồng hành này. Quỷ cốc tử cũng đã có một cây vũ khí buôn mạng ở đây. Về nội đơn thì mình sẽ soi nội đơn cho anh em xem. Nhân vật này hiện tại chưa đầu tư nhiều về nội đơn, vì đó chúng ta sẽ thấy một số viên nội đơn cũng đã lên được bậc 2 nha anh em ạ. Đây là nội đơn của con Hoàng Nhan Hồng Liệt, đây cũng là bậc 2. Tiếp tục nội đơn Trương Tam Phong, kháng hút sinh lực 4%, nhanh nhẹn 50 điểm luôn. Wow, sát thương lục tính quá đã. Đây cũng là kháng hút sinh lực 3%, tăng nhanh nhẹn và sát thương lục tính. Những cục nội đơn rất là xịn. Rồi, về môn khách thì anh em thấy là nhân vật chúng ta hiện tại có hai con môn khách, đó là con Võ Tắc Thiên và con Hoàng Nhan Hồng Liệt nha. Chúng ta, để coi, chúng ta có môn khách của hạng vũ luôn, nhưng không có xài hạng vũ để kích hoạt. Rồi, có môn khách Tần Thủy Hoàng luôn em ạ. Về các bộ mà chúng ta đang chơi đây là gì? Chúng ta sẽ có bộ của Dương Anh Phong, bộ của Hoàng Nhan Hồng Liệt, rồi bộ Võ Tắc Thiên, bộ của Lý Quảng ha. Bên này thì sẽ có bộ của hạng vũ. Đó, chơi bộ độc cô kiếm kết hợp với một con Tần Thiên Hoàng ở đây để chúng ta lấy sức mạnh lên anh em ạ. Cuối cùng đó là cái bộ tăng phản đòn tầm xa ở đây. Phản đòn tầm xa nha anh em, và chơi một cái phản đòn cận chiến nữa. Cuối cùng đó là chơi một con môn khách A để tăng hiệu suất phục hồi. Như vậy là anh em thấy là nhân vật này chơi môn khách có sự tính toán và đầu tư. Những cái con môn khách như 2S này chúng ta không gắn vào nha anh em thấy không? Đó. Đó là cái cách chơi môn khách của nhân vật này. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem về thuộc tính và môn khách họ cộng được ở đây. Tấn công, thể chất 180, sức mạnh 180, nhanh nhẹn 180 luôn em ạ, linh hoạt 140. Kháng kim, kháng mộc, kháng kim, kháng mộc, kháng thủy, kháng hỏa, kháng thổ đây ha. Đó. Hiện tại thì môn khách ở bên này chỉ tăng được lên tới 4 sao đúng không em, 4 sao. Mình thấy chỉ lên cao nhất là 4 sao thôi. Đó là về môn khách. Tiếp theo là mà chúng ta hãy cùng soi về tuyệt học và trận pháp nên em ạ. Tuyệt học thì để mình xem nhân vật này đang sở hữu 4 quyển tuyệt học lên đến cấp 9 luôn rồi em ạ. Quá dữ dằn. Và chúng ta thấy là tuyệt học tất cả đều cả có kỹ, ví dụ đạp tuyết tầm mai lấy 7 mảnh. Kinh đào phách ngạn cũng 7 mảnh luôn. Phi hồng ấn tuyết chúng ta có 2 mảnh. Vân Vũ Liễm chúng ta có 7 mảnh và cuối cùng đó là Ác Phong Bộ Mảnh chúng ta có 5 mảnh. Như vậy tuyệt học đi rất là chuẩn so với những cái vấn đề xây dựng mà mình thường hay chia sẻ cho anh em nha. Và cấp tuyệt học lên cấp 9. Về các chỉ số cộng kèm trong tuyệt học chúng ta thấy là thể chất 96, nhanh nhẹn 301, sức mạnh là 272, linh hoạt 118 điểm. Hồi phục sinh lực cũng rất cao anh em ạ, sát thu thuộc tính được 720 điểm ha. Kháng kim, kháng mộc, kháng hỏa tăng lên khá là đều, chỉ có kháng thổ là chúng ta không có nhiều. Rồi, quá tuyệt vời, phản đoàn cận chiến thêm 3.552 điểm nữa. Và anh em thấy là tuyệt học ở đây tất cả đều đã lên phẩm chất màu tím. Chúng ta được một quyển màu cam này nè. Ô cấp tài quyển màu cam này ở đâu có nè. Cái này, cái mảnh màu cam này ở đâu có thì mình không nhớ nha. Không biết là chất có thể là mua đấu giá đâu đó. Nhưng mà ở cấp này thì đi cái di tích tầm bảo chúng ta chưa có được mảnh cam. Rồi, quá đã anh em ạ. Đây, một cái quyển tăng về nhanh nhẹn, một quyển tăng về sức mạnh. Quyển này tăng nhanh nhẹn tiếp tục, quyển này thì tăng cho anh em vừa sức mạnh vừa nhanh nhẹn luôn. Như vậy nhân vật chúng ta ép về chỉ số sức mạnh nhanh nhẹn lên rất là nhiều. Rồi, gán lên tới cấp 170 thì chúng ta sẽ có quyển tuyệt học cuối cùng nha anh em ơi. Quyển tuyệt học cuối cùng đó là cái quyển Kim Bình Ngọc Thủ. Thì anh em có thể gắn vào cái ô này và chúng ta gắn thêm những cái mảnh tuyệt học ở bên này nữa. Đó là về tuyệt học. Về trận pháp, wow, tất cả các trận pháp nhân vật chúng ta đã lên được tới cấp 18 và trận pháp bên trong chúng ta lên được tới cấp 9 anh em ạ. Để mình xem cái quyển Hảo Hữu chúng ta tăng linh hoạt, quyển Ban Hội chúng ta tăng về sức mạnh. Và đây là cái quyển Kích Bái tăng tỷ lệ kháng bạo, sát thương thuộc tính, tình duyên thì tăng hồi phục sinh lực và hiệp lữ tăng sát thương thuộc tính anh em ạ. Những cái này thì anh em tăng lên cấp 18 chúng ta cộng được một cái chỉ số sát thương thuộc tính lên tới 576 cộng 36 tính ra tới 600 điểm sát thuộc tính nha anh em. Đó, 3 mảnh cộng lại tính ra chúng ta lên được 1k8 sát thuộc tính là 1k8 tấn công cho 3 cái quyển tuyệt học ở bên trong này. Quá tuyệt vời.
Rồi còn cái gì để mình soi cho anh em nữa không nha? Để mình soi về cái ngoại trang. Ngoại trang để mình xem. Đây là nhân vật top thì ngoại trang rất nhiều anh em ạ. Rất nhiều ngoại trang xịn sò trong này. Chắc mình kéo từ trên xuống dưới đi ha. Phù Hoang Mộng Đẹp, Hồn Thiên Đất Việt nè, Huyền Sử Châm Ba. Ồ, quyến giả là gì? Quỷ Mộng Tà Mị gì hả anh em? Không, mình nghe cái tên ngoài trang này hơi lạ nha. Tỷ Lộ Lưu Sa, Kim Ngọc Mãn Đường Hoa Giang, Sinh Như Hạ Hoa. Đây là Sinh Như Hạ Hoa, mới biết tên bộ này luôn á. Hoành Cát Ngân Xuân nữa nè. Rồi Tố Phương Mộc Tuyết, Phiêu Yến Lưu Vân, Phong Hoa Tuyệt Đại, Thảo Lân Vũ Sa. Mình thích cái bộ này cực kỳ nè, bộ này khá là đẹp. Cổ Mộng Tinh Thần, ở Hồng Tụ Diên Hương hầu như bộ ngoại trang nào cũng có. Thanh Loan Dạy Ngữ, Ngọc Quang Vân Ca. Nhân vật chúng ta đang mặc cái bộ này khá là đẹp nha. Cổ Cung Thu Nguyệt nữa nè. Rồi Băng Tư Tuyết Phách, Tiền Ma Nhất Mộng Kinh Hoa. Trời ơi, quá trời luôn anh em ơi. Thôi khỏi đọc nha, mình lướt sơ sơ thôi. Ngoài trang vũ khí thì chúng ta sẽ có những vũ khí như là Phong Hoa, rồi Tiên Vũ, Phương Hoa, rồi Ngạo Tuyết Lăng Xương, Long Diệm Nhiên Thiên. Đó, ngoài trang thú cưỡi thì thôi quá trời ở đây. Sư tử nè, cá nè, nai nè, còn con gì nữa không? Đó, gấu trúc luôn, rồi thêm một con Cửu Thiên Dục Điểu, Đạp Nguyệt. Ủa, quá trời anh em, quá trời quá đất luôn. Mỗi ngày đổi một con ta chạy cho nó đã. U là trời, quá trời quá đất luôn. Có cảm cảm đây nữa. Ui, có con Côn Lôn Huyền Ảnh luôn. Ghê. Ô, con này có thời hạn hả anh em? Đó là ngoại trang. Và những cái thứ khác như này thì cũng rất là nhiều đây nha anh em ơi. Rất nhiều thứ. Mình sẽ soi về một số về các chiến tích trong cái bảng xếp hạng này. Đầu tiên là về ban hội, nhân vật này ở bang Lạc Dương. Bang Lạc Dương nhìn em cấp ban hội 12 ha. Lực chiến thì chúng ta thấy rồi. Về hạng cá nhân ở đây thì chúng ta sẽ có gì? Cấp độ thì đứng vị trí top 6. Hấp dẫn thì vị trí top 2 ha. Có boss thì đồ hấp dẫn cao ghê đó. Thành tụ top 1. Gia viên top 1 luôn, cấp 27. Về trang bị cơ bản thì chúng ta top 1 nè. Cường hóa thì chúng ta top 6, tại vì cường hóa mình lên cấp chậm hơn cái nhân vật ở trên, do đó cường hóa của mình đứng vị trí top 6. Khảm thì chúng ta top 1 khảm, thú cưỡi top 1 luôn em ạ. Chân Nguyên cũng phải top 1 luôn, quá ghê. Wow, tính ra một số nhân vật khác ở đây Chân Nguyên cũng xê xích nhau không quá cao nè anh em. Phi Phong top 1, đồng hành cũng lên top 1 luôn. Nội đơn thì chúng ta vị trí top 2 ha, có boss Akbot Nhi này cũng lên vị trí top 1 nội đơn nè. Một khách thì chúng ta vị trí top 3. Tù Bảo Bồn thì chúng ta ở vị trí top 11 lận. Kỹ năng thì mình lên cấp sau, do đó mình ở vị trí top 5. Tuyệt học. Rồi tuyệt học lên tuyệt học tính ra là có những hai nhân vật Bot Nhi và Long Lão Nhị cũng có cái điểm tuyệt học bằng nhau luôn nè anh em. Người gớm chưa? Kinh mạch. Trận pháp chúng ta top 1 luôn. Rồi, đó là về nhân vật này mình muốn chia sẻ cho anh em về những cái chỉ số khá là khủng khiếp. Và cái điều đặc biệt của nhân vật này đó là một bạn nữ đầu tư nha em ạ. Đầu tư lên đồ và chúng ta thấy là những cái dòng trang bị, những cái đá hồn được lựa chọn rất là kỹ, rất là có sự đầu tư và tính toán trong đó. Kể cả khi mà anh em lên những cái tuyệt học, anh em thấy không? Rõ ràng lên tuyệt học. Mặc dù chúng ta lên cấp rất cao nhưng mà vẫn đảm bảo được tuyệt học anh em. Những cái bộ này nó vẫn đủ các mảnh cần thiết để chúng ta kích hoạt thêm các thuộc tính mảnh trong này. Nó sẽ hỗ trợ thêm rất là nhiều. Và đây là nhân vật khá là khủng ở cụm này. Rồi, video của mình đến đây có lẽ đã kết thúc nha anh em ơi. Thì mục đích video này muốn chia sẻ đến cho anh em một cái nhân vật có chỉ số cao. Và làm sao họ để có được chỉ số cao như thế thì anh em xem cái trang bị của họ chúng ta cũng có thể đoán được phần nào đúng không ạ? Rồi, và nếu như anh em yêu quý cái video này hãy cho mình xin một like nha. Mình xin phép dừng tại đây. Cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian quý báu ra để theo dõi video này. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.